Rồi, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình có một vấn đề là muốn nói với các bạn, đó là các bạn sau khi nhận cây giống từ cái vườn xứ nuôi gia của mình ha, thì các bạn các bước các bạn xử lý nha. Thì khi mà các bạn nhận hàng từ từ cái người giao hàng thì các bạn nên kiểm tra giùm mình nha. Thì các bạn khui ra, các bạn kiểm tra đi, rồi các bạn khui ra, các bạn kiểm tra cho các bạn kiểm tra là để các bạn kiểm tra cho ăn ha. Thì trước tiên đó, các bạn làm là các bạn khui ra, các bạn kiểm tra giùm mình ha. Cây này mình bỏ thử, mình đóng nó hôm nay một phần rồi các bạn. Đây là các bạn khui ra, các bạn kiểm tra coi cái cụ nó có bị hư thối gì không nha các bạn. Nếu mà trường hợp nó bị hư thối thì các bạn có thể liên hệ với mình, là các bạn báo với mình ha, rồi các bạn có thể trả hàng, mình sẽ vui lòng nhận lại. Tại vì cái cụ trong quá trình vận chuyển nó bị hư thì mình cũng không mong muốn ha, mà các bạn thì thiệt thòi cho các bạn, cho nên các bạn kiểm tra giùm mình trước khi nhận hàng nha. Các bạn lưu ý. Thì trong quá trình vận chuyển các bạn ở gần thì cây cứ như nó không có rớt quá nhiều nha các bạn, còn các bạn ở xa có thể nó bị rụng rụng một số lá nha các bạn, thì các bạn cũng yên tâm, không 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 ăn nhầm gì hết nha các bạn. Thì các bạn, việc các bạn cần làm là các bạn kiểm tra ha, kiểm tra xem cụ nó có bị kỹ gì mình, cây cụ có nó có hư thối không ha. Mà nếu mà trường hợp nó hư thối á thì các bạn có thể liên hệ với mình, rồi các bạn trả hàng lại, mình vui vui lòng nhận lại ha. Thì sau khi mà nhận hàng xong rồi đó, các bạn lưu ý ha, các bạn để trong mát cho mình khoảng 2 ngày ha, 2 ngày rồi các bạn trồng lại nè. Rồi đây nè, bộ rễ rất mạnh nha các bạn, bộ rễ cây của mình là rễ rất mạnh nha các bạn đó. Bạn thấy không, rễ rất là mạnh luôn, rất mạnh khỏe luôn ha. Các bạn để trong máy mình 2 3 ngày các bạn trồng lại. Thì chất trồng thì các bạn có thể coi cái bài chất trồng của mình, hoặc các bạn trồng bằng theo chất trồng của các bạn, nhưng mà không nên trồng với đất đất thịt nha các bạn. Đó. Thì bên mình là giao cây ha. Bên mình giao cây thì nhổ củ ra như thế này, giao về cho các bạn trồng. Chứ thật sự mà nếu mà gần thì các bạn có thể đến tận vườn các bạn mua thì nó tốt hơn, còn nếu mà giao nguyên chậu thì mình không giao các bạn. Giao nguyên chậu, thứ nhất các bạn biết sao, là cái tiền ship nó cao, thứ hai là cái nguy cơ cái cây nó bị hư rất là nhiều nha các bạn. Nếu các bạn mà để trong cái chậu mà trong quá trình vận chuyển á, những cái anh mà giao hàng đồ xe hay gì á, người ta không có kỹ lên nha các bạn, người ta giục tới giục lui rồi nó đứt những cái rễ cám này các bạn. Vì các bạn không có phát hiện thì để trồng thời gian nó bị hư, cho nên mình không có khuyên các bạn là mua cây gửi nguyên chậu nha. Mình bên mình là chỉ giao cây nhổ cụ sạch cũ vậy, các bạn trồng rất an toàn ha. Cây này mà mình bỏ hôm nay một phần rồi nè các bạn, mình test thử á. Rồi mình bỏ một tầng thì mình thấy nó cũng có một cái vài lá nó bị vàng, cũng có vài lá bị rụng nè, nhưng mà cũng còn xanh tốt rồi nha các bạn ha. Cũ à, bên mình là giao củ cây của mình chắc nó cũ cả này ha. Cũ cả này có cây lớn hơn à. Rồi rồi các bạn trồng để trong mát cho mình ha. Sau khi trồng để trong mát 2 3 ngày rồi các bạn trồng lại, rồi các bạn để ở trong mát cho mình khoảng 1 tuần lễ, rồi các bạn khi nào mà thấy cái cây nó tỉnh lại các bạn có thể đem ra nơi nơi có ánh sáng ha. Trong quá trình mà 1 tuần đó các bạn tránh nước mưa nha các bạn cũng không nên tưới nước luôn, các bạn trồng lại này không tưới nước 1 tuần lễ ha. Thì cái cây này bảo đảm, mình bảo đảm với các bạn á,
Nếu các bạn trồng xuống nhỏ lên và trồng xuống là bảo đảm năm sau là được cái tàng bự nha các bạn. Cây rất sung nha. Rồi. Chào tạm biệt các bạn nha.